con đã chiếm một số tiền của chồng. Con cho là báo hiếu cho mẹ, nhưng con nghe sư giảng, con mới biết rằng con đã tạo nghiệp. Vậy thì con tạ lỗi với chồng con bằng cách hối lỗi hay dùng tiền trả lại? Vì khá lâu con không nhớ tiền là bao nhiêu, mong sư chỉ dạy con. Phải nói là trong cái vấn đề vợ chồng á, thì chúng ta nên có sự thỏa thuận trước là chúng ta có thể lo cho cha mẹ của mình. Chứ để kẹt á, là thí dụ như bà vợ này, đôi khi thì muốn lo cho mẹ đẻ thì cũng không có dám cho tiền. Hoặc là anh chồng á, anh muốn lo cho bên em ruột của mình cũng không có dám cho. Thì như vậy nó rất là kẹt. Cái chuyện này là mình phải thỏa thuận trước, chứ không phải chờ giờ tới 25 năm rồi. Đó. Vợ chồng với nhau thì có gọi là biết bao lâu rồi. Rồi chúng ta nên xét là cái số tiền đó đó là có nằm trong cái phạm vi chi tiêu của bản thân hay không. Xin lấy ví dụ như nếu như mà bản thân của mình á, mặc nhiên ví dụ như người vợ được phép chi tiêu, mình bỏ túi chi tiêu là khoảng 10 triệu một tháng đi, ví dụ như vậy. Rồi thì mình thay vì mình dùng 10 triệu đó thì mình chỉ nhín 5 triệu thôi, còn 5 triệu mình gửi về cho mẹ, thì cái chuyện đó là không có vấn đề gì. Còn trừ khi nào mà mình ăn chặn ăn bớt ở trong đó thì nó lại là vấn đề khác. Và một lần nữa thì sư vẫn khuyên là vợ chồng thì nên thẳng thắn với nhau, có cái gì á thì cứ nói, rồi chính cái sự chân thật nó đem lại sự bền vững. Muốn cái chuyện mà quý vị muốn biến một cái chuyện nhỏ thành một cái chuyện vô cùng khó khăn thì cứ liên tục trì hoãn nó. Cái chuyện gì cũng vậy, ban đầu á nó rất là nhỏ, rất là dễ dàng thôi, mà chỉ cần mình cứ liên tục trì hoãn thì nó sẽ dần dần biến thành cái chuyện vô cùng khó khăn. Đây là một cái ví dụ. Cho nên là theo sư thì vẫn nên thẳng thắn thôi ha. Thì có nói rồi hai vợ chồng ngồi lại rồi giải quyết với nhau, cùng lắm thì ông chồng ông giận chừng vài bữa. Vợ chồng với nhau mà không có lý nào mà vì cái chuyện này mà gọi là hai vợ chồng ly hôn thì nó dở quá. Nếu như chỉ vì cái chuyện này á mà hai vợ chồng là ly hôn á thì rõ ràng là cái mối quan hệ gia đình này phải xem xét lại. Chứ 25 năm rồi suy nghĩ là cũng hiểu tính nhau. Thì đó là cái lời khuyên của sư thôi. Đây là cái chuyện lời đó là nói chiếm, là giống như mình nói cho cái từ cho nó dễ dễ nghe, chứ thật sự là ăn trộm, sự là mình đã lấy một số tiền mà không phải của mình, cho dù là chồng hay là người khác. Như vậy đây phân tích ra là mình đã ăn cắp một số tiền của một người mà ở đây là chồng mình, và mình đem mình cho mẹ mình và mình nghĩ đó là báo hiếu. Thì xin thưa quý vị, cái chuyện đau lòng nhất á, cái chuyện nói ra đó, dùng từ nó hơi kỳ, là cái chuyện ngu ngốc nhất của mình hay làm là gì? Vì người khác mà mình tạo nghiệp, vì người khác mà mình tạo nghiệp. Cái buổi livestream nào đó sư có từng kể là cái vị bạn sư bạn của sư á, ông thấy một vị khác, vị bạn của sư khác là bị bệnh chuyển bệnh gì đó, thì ông mới đi bắt cóc, ông mần ông hấp nồi cơm cho vị đó ăn, đó là cóc trị bệnh. Thì đây là một hành động ngu ngốc, vì người khác mà mình tạo nghiệp như vậy là không nên. Mà lỡ làm rồi thì thôi, mai mốt đừng có làm nữa. Cái sự sám hối vĩ đại nhất là làm đúng lại cái đã sai. Còn á, mình nói rằng là làm sao để đâu mất rồi, làm cách hối lỗi rồi hàng dùng tiền cho dù mình tiền coi mình có trả lại đi nữa, nó cũng là ăn cắp hai mấy năm nay. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, trái mãi theo kẻ ngu, như lửa cho che đậy. Cái nghiệp mình đã làm rồi thì chịu thôi, nào nó chỗ nó chỗ, mình đã ăn trộm rồi. Thì mình ở đây Đức Phật này gọi đây là cái sự làm phước của mình, của người. Nghĩa là mình dùng cái số tiền
mà mình chiếm được của chồng mình đem mình cho mẹ mình, nó cũng là một hình thức bố thí. Thì như vậy á, là đây là làm khổ, làm phước khổ người của mình, khổ người chồng mất tiền mà mình mang nghiệp mình khổ, tại vì mình đáng trộm. Cho dù cái đồ ăn trộm đó mình đem mình đi mình làm cho cha mẹ mình thì nó vẫn là ăn trộm. Giống như bây giờ một đứa người ăn trộm họ đi trộm trong cái nhà nó xong, họ có một số tiền và họ thấy bị họ vô chùa họ đem họ cúng cái số tiền để trong chùa, thì cái đây là nghiệp trắng đen, sau này nó sẽ trổ quả trắng đen và nó sẽ cho mình sau này vẫn là phát sanh tài sản, nhưng mà nó sẽ bị những cái yếu tố làm cho mình mất tài sản, như là bị vua quan tịch thu, bị con cái phá sản, hay là bị thiên tai làm cho mình mất đi cái tài sản đó. Đây là sự làm phước của người và của mình. Lên cái ở đây mình nói là vậy con tạ chồng con bằng cách hối lỗi hay là dùng tiền trả lại. Tất nhiên ở đây nếu mình trả lại á thì mình chỉ mang cái tội ăn cắp có 25 năm thôi, còn mình để luôn tới chết mang cái tội ăn cắp tới chết và nhất thiết á, cũng không cần phải trả nữa. Ở đây nó có nhiều cái lý do lắm, ví dụ như bây giờ mà mình lỡ mình nói ra đi cái chồng mình vì những cái chuyện này nó có sức mẻ tình cảm không chừng á, tại vì ổng biết mình gạt ổng mấy chục năm nay, nhiều khi á mình lựa lời mình nói, nhưng mà nhiều khi ông chồng, nhiều ông chồng chấp nhất, không phải họ sợ mất mất tiền như đó mà ông chồng ông giận mình hay là ông đồ chia tay với mình, mà cái tâm lý bị gạt đó với mình. Trời ơi, 10.000 hay 20.000 100.000 cái gì nữa hay là chuyện nhỏ gì nữa hay là chuyện lớn vậy, mà quan trọng là cái chuyện mà bà gạt tôi bao nhiêu năm nay, còn cái số tiền còn nghiêm trọng không để ý mà bà gạt tôi, tại sao lúc đó bà không nói, thì cái tâm lý đó mình nên che giặt để mình trình hay không. Còn cái chuyện mà có thể là mình còn chuyện hối lỗi để hết thì không, thì xin thưa có hối lỗi thì cũng hết, không có cái chuyện mà mình làm một cái nghiệp ác xong rồi mình sám hối là hết nha. Nếu như được á, thì nó không còn là nhân quả nữa, nó chỉ giảm phần, không cho mình nhẹ nhàng thôi, tất nhiên phải sám hối rồi. Còn không thể nào mà một cái nghiệp ác mà làm nó như sữa cái lông ngay rồi, cháy mãi theo kẻ ngu như lửa cho che đậy, cho nên mình không thể nào mà trước hình thức đi tạ lỗi là nó hết. Nhưng mà mình có thể là tìm cách mình nói chuyện với chồng, không có qua cho mình thì để cho mình không vằn vặt lương tâm, hoặc là cho tính sao tính cho mình sắp chút. Mình có thể lựa chọn là không cần phải nói, tại vì nó qua quá lâu mà nhắc lại có khi sức mẻ tình cảm đi, tại vì cái sự từ chối bị phải hiểu cái người mà ta đó đôi khi không có chắc rồi, có thể mình lấy 100 triệu 200 triệu cả tỷ chồng luôn, nhưng mà chồng chưa chắc gì chấp nữa, tại vì nhiều khi đó, thương mình quá, nhiều khi mình xin cũng cho nên khi lấy xài đại chồng biết nhưng chồng không có nói. Nhưng ở đây cái tâm lý mà bị gạt á, tại sao phải gạt thì nó rất là nguy hiểm, cân nhắc. Thì kết thúc cái câu trả lời ở đây. À, tôi nhớ mà một cái cô cũng già rồi, cũng hơn 60 rồi, cổ có kể cho sư một cái câu chuyện là hồi nhỏ, cái hồi mà hồi nhỏ cổ đi làm á, cái hồi cái thời mà quý vị biết 60, mà cái hồi mà cổ còn trẻ còn con gái đi làm thì cái năm đó là cái năm nào rồi đó, nó xưa lắm, thì cổ có một chiếc xe đạp. Cổ cái xe đạp thời đó nó quý ghê lắm nha. Thì cổ đi xe đạp, cổ đi làm. Rồi cái hôm đó đó cổ bị mất cái xe đạp. Cái xe đạp thời đó nó quý lắm, cho nên là cổ thẫn thờ đó. Cổ thẫn thờ, cổ đi lang thang. Cổ đi tới mãi chiều tối cổ mới về. Rồi thì thẫn thờ như vậy thì quần áo thì cũng xộc xếch. Thì về tới nhà đó, bà mẹ bà lo lắm. Mà bà thấy thấy đứa con đi đi bộ về mà thẫn thờ vậy đó, bà lo lắm. Rồi bà hỏi sao vậy con, cái cổ nói dạ con bị mất xe đạp rồi con sợ, con buồn, con không dám về nhà. Thì bà mẹ bà thở phào, quý vị biết bà mẹ bà thở phào, bà nói thôi không sao đâu con, rồi đi vô đi. Tại vì á,
Quý vị biết là vào cái thời đó cái lo lắng của bà mẹ khi thấy cái đứa con tới chiều tối nó mới về, nó đi bộ về một mình mà quần áo nó xốc xếch, bà mẹ nghĩ đến cái chuyện xấu nhất. Nhưng mà rốt cuộc cái chuyện xấu nhất nó không xảy ra, mà nó chỉ đơn giản là cái mất xe đạp. Thì cái mất xe đạp so với cái mất xe đạp so với cái chuyện xấu nhất á, thì cái mất xe đạp là nằm trong cái chuyện là chấp nhận được. Quý vị hiểu ý sư không? Thì trong cái chuyện mà vợ chồng cũng vậy đó, đương nhiên ông chồng nào cũng sợ lừa gạt, nhưng mà cái sợ lừa gạt lớn nhất của ông chồng là cái gì quý vị biết rồi đó. Nhưng mà nếu như mà cái chuyện lừa gạt mà lớn nhất nó không xảy ra, mà nó chỉ nằm ở cái phạm vi nhẹ hơn, thì sư tin là ông chồng cũng thở phào. Ví dụ như quý vị nói: anh ơi, em có chuyện em lừa anh, em giấu anh biết bao nhiêu lâu nay, em sợ anh không có tha thứ cho em đó. Thì có đôi khi á, anh chồng anh lo lắm, anh tính lô tô trong bụng á, không biết là bà này bà có bà chuẩn bị bà thừa nhận cái vụ gì đó. Thì trong trường hợp đó thì sư tin là cái chuyện mà thì em cũng có chơm ít tiền cho mẹ đó, thì sư tin ông chồng cũng thở phào đó. Từ từ chưa có mở cái hình của sư rồi. Rồi nghĩ này nó mắc cười, là giống như là nhỏ xin tiền ba má đó, xin kiểu nào xin cái lớn lớn trước, má ơi, mua cho cái đồng hồ 2-3 triệu gì đi, cái bên đó không được chỉ cho 100 ngày đi chơi móc được luôn à, nó như vậy á. Bà tưởng đâu hết hồn cái mình làm cái nhẹ hơn, cái tự nhiên người ta chấp nhận luôn, cái đó là kéo léo á. Người xin thể nhắc mới nhớ rồi xong.